ta, tháng 7 âm lịch còn được gọi là tháng cô hồn. Dân gian quan niệm đây là tháng của ma quỷ. Đặc biệt là ngày rằm trong tháng này là ngày xá tội vong nhân, ngày cửa âm phủ mở ra để ma quỷ được tự do về dương thế. Đây là ngày âm khí xung thiên, do đó để tránh xui xẻo, người ta truyền tay nhau rất nhiều điều kiêng kỵ trong tháng cô hồn, trong đó có 18 điều cấm kỵ cơ bản nhất. Không treo chuông gió ở đầu giường, vì tiếng chuông sẽ thu hút sự chú ý của ma quỷ. Khi ngủ sẽ dễ bị chúng xâm nhập quấy phá. Người yếu bóng vía không nên đi chơi đêm vào tháng này, nếu không sẽ dễ gặp điều không may. Không được nhổ lông chân vào ngày này, vì dân gian cho rằng một sợi lông chân quản ba con quỷ. Người càng có nhiều lông chân thì ma quỷ càng ít dám đến gần. Không tùy tiện đốt giấy, vàng mã, vì như vậy sẽ khiến ma quỷ bu đến. Không ăn vụng đồ cúng, vì đó là đồ dành cho ma quỷ. Nếu cho cúng và cầu xin mà lấy ăn, sẽ rước tai họa vào mình. Không phơi quần áo vào ban đêm, vì ma quỷ trông thấy sẽ mượn và để lại quỷ khí trong các quần áo ấy. Những người khi đi chơi đêm không được réo gọi tên nhau, nếu không ma quỷ sẽ ghi nhớ tên người được gọi, đó là điểm xấu. Không nên bơi lội, vì ma quỷ sẽ cùng đùa với bạn. Nếu không cẩn thận, bạn sẽ bị chúng làm chạo chân. Không hù dọa người khác khiến họ giật mình. Trong trạng thái hoảng hốt, người ta dễ bị ma quỷ xâm nhập. Cây đa trước nhà là nơi hội tụ âm khí. Ma quỷ rất thích những chỗ như vậy, cho nên không nên trú chân lâu hoặc đứng ngồi nằm tại đó. Không nên thức quá khuya, vì như vậy tinh thần sẽ hao tổn suy nhược, dễ nhiễm quỷ khí. Nơi góc tường xó tối là những chỗ ma quỷ thường tụ tập nghỉ ngơi, không nên đến gần những chỗ ấy. Không nhặt tiền bạc rơi vãi trên đường, vì có thể đó là tiền người ta cúng mua chuộc bọn quỷ đầu trâu mặt ngựa. Nếu người nào phạm kỵ, sẽ gặp tai họa không chừng. Khi đi đến qua những nơi vắng vẻ, không ngoái cổ quay đầu nhìn lại phía sau, dù có cảm giác hình như có người đang đi theo mình hoặc gọi tên mình, vì đó có thể do ma quỷ trêu chọc. Khi lên giường ngủ, không để mũi dép hướng về phía giường, nếu không, ma quỷ nhìn thấy sẽ đoán rằng có người sống đang nằm trên giường và chúng sẽ lên giường ngủ chung với bạn. Không cắm đũa đứng giữa bát cơm, vì đó là hình thức cúng tế, dễ dẫn dụ ma quỷ vào nhà ăn chung. Không nên ở một mình trong thời gian này, nếu không sẽ dễ bị ma quỷ dẫn dắt hoặc quấy phá. Không chụp ảnh vào ban đêm, bởi ma quỷ luôn lảng vảng chung quanh đó sẽ vô hình vào ảnh chung với người sống, đó là điều không tốt. Việc kiêng kỵ thì đất nước nào cũng có, dù nước tiên tiến hiện đại nhất, kiêng ở một góc độ nào đó giúp con người được vững tâm. Từ xưa đến nay, trong văn hóa tâm linh của hầu hết các dân tộc trên thế giới đều có những tập tục kiêng kỵ nhằm có được may mắn, tránh vận xui rủi. Tuy nhiên, kiêng kỵ cũng chỉ mang tính chất tương đối, không nên sa đà vào mê tín.